Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 2 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco, bài học về chiến tranh vẫn chưa được chú ý. Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha cảnh báo nhân loại vẫn chưa chú ý đến những thiệt hại do chiến tranh gây ra, đồng thời kêu gọi duy trì sự hiệp nhất trong phụng vụ. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Giáo hoàng Biển Đức 15, người đã sáng lập Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Chính ngài đã tố cáo sự tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng lời cảnh báo này đã không được nhiều người đứng đầu các quốc gia chú ý. Điều tương tự cũng vậy đối với cuộc chiến tranh ở Iraq, họ cũng không chú ý đến lời kêu gọi ngăn chặn chiến tranh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhân loại tự hào về những tiến bộ đạt được trong những lĩnh vực khoa học, trong tư tưởng và trong những điều tốt đẹp, nhưng đối với hòa bình thì lại đi lùi, điều này thật đáng xấu hổ. Ngài nói, nhân loại dường như vẫn đang dò dẫm trong bóng tối. Chúng ta đã chứng kiến những vụ thảm sát trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, tại Syria và Iraq, những cuộc chiến tranh ở vùng Tigray ở Ethiopia, các luồng gió đe dọa đang còn thổi từ các thảo nguyên Đông Âu, châm những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí, làm cho con tim của người nghèo và người vô tội trở nên lạnh giá. Trong khi đó, thảm trạng Liban tiếp tục kéo dài, làm cho bao nhiêu người không có bánh ăn, người trẻ và người trưởng thành đã đánh mất hy vọng và bỏ quê hương ra đi. Sau đó, nhắc đến các giáo hội Công giáo Đông Phương có cùng phụng vụ như các giáo hội chính thống và chính thống Đông Phương, Đức Thánh Cha cảnh báo nói, về hình thức cử hành, tránh những chi tiết phụng vụ biểu hiện sự chia rẽ ở những điểm căn cốt của các giáo hội tương ứng, chúng ta không được quên rằng các anh chị em của các giáo hội chính thống và chính thống Đông Phương đang quan sát chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể tham dự chung một bàn tiệc thánh thể, nhưng chúng ta dường như luôn cử hành và cầu nguyện với cùng một bản văn phụng vụ. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, cần phải chú ý đến những thử nghiệm có thể gây hại cho hành trình tiến đến sự hiệp nhất hữu hình của tất cả các môn đệ Chúa Kitô. Thế giới cần chứng tá hiệp thông. Vì thế, cố gắng tránh bất đồng trong tranh cãi liên quan đến phụng vụ. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân tàu cá Tây Ban Nha bị chìm, chia buồn với nạn nhân lở đất ở Brazil. Vatican, vào ngày 18 tháng 2, qua điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn và gần gũi với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tàu đánh cá Tây Ban Nha bị chìm ngoài khơi bờ biển Newfoundland của Canada. Thuyền đánh cá Villa de Bitanso dài 50 mét, khởi hành từ Marin, một cảng ở vùng Galicia, Tây Bắc Tây Ban Nha. Chở thủy thủ đoàn gồm 24 người thuộc các quốc tịch Tây Ban Nha, Peru và Ghana bị đắm hôm 15 tháng 2. Ba người sống sót đã cứu được và 9 thi thể được trục vớt sau khi con tàu bị chìm trong thời tiết mưa bão. Cuộc tìm kiếm 12 thành viên mất tích đã bị hoãn lại hôm 16 tháng 2, 36 giờ sau khi con thuyền bị chìm. Trong điện thư gửi đến Đức Tổng giáo mục Julian Barrio của Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha cho biết ngài rất đau buồn khi biết tin về vụ đắm tàu. Điện thư viết rằng, Đức Giáo Hoàng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ đời đời và bày tỏ sự gần gũi của ngài với các gia đình đang thương tiếc những người thân yêu của họ. Ngài phó dâng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này cho lòng thương xót của Thiên Chúa và sự quan tâm từ mẫu của mẹ Thiên Chúa. Cũng qua một điện thư được ký bởi Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Cha Gregorio Paisao Neto, giám mục giáo phận Petropolis của Brazil, nơi nhiều người chết vì lũ lụt và lở đất, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho những người đã qua đời được an nghỉ. Thành phố Petropolis đã bị nhấn chìm trong lũ lụt và lở đất hôm thứ Ba do một cơn bão được mô tả là dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ gây ra. Chính quyền bang Rio de Janeiro đã xác nhận 117 người chết vì lũ lụt và lở đất cuốn trôi nhà cửa và xe cộ ở thành phố Petropolis. Số người vẫn còn mắc kẹt trong bùn vẫn chưa rõ ràng. Cảnh sát ước tính có ít nhất 116 người vẫn mất tích. Trong điện thư, Đức Thánh Cha nói rằng ngài gần gũi với các gia đình của các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau thương của tất cả những người đang thương khóc người thân hoặc mất nhà cửa và đồ đạc. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa, Cha của lòng thương xót, cho những người đã khuất được an nghỉ đời đời, ban ơn an ủi cho những nạn nhân mà ngài mong họ được hồi phục nhanh chóng, cũng như sự thanh bình và an ủi của niềm hy vọng Kitô giáo cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thử thách đau đớn này.
Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhận dây pallium. Việt Nam, sáng ngày 19 tháng 2, trong thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Marek Czalewski, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã trao dây pallium cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Sài Gòn. Dây pallium được làm từ lông chiên, được Đức Thánh Cha trao cho các tổng giám mục mới được bổ nhiệm đứng đầu các tổng giáo phận. Từ năm 2015, các tân tổng giám mục về Roma tham dự thánh lễ làm phép dây pallium vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và nhận dây này, và sau đó các ngài sẽ được đeo dây này trong thánh lễ tại giáo phận của mình. Việc trao dây pallium từ tay Đức Giáo hoàng cho các vị tân tổng giám mục gắn liền với lời tuyên thệ trung thành với Đức Giáo hoàng đương nhiệm và những vị kế nhiệm ngài. Các vị tổng giám mục chỉ được đeo dây pallium khi dâng thánh lễ trong tổng giáo phận của ngài và trong những giáo phận thuộc giáo tịnh của ngài. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng làm tổng giám mục Sài Gòn. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2020, Đức Thánh Cha đã làm phép các dây pallium để trao cho các tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm qua. Trong đó có Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, nhưng vì đại dịch, Đức Tổng Giuse đã không thể về Roma để tham dự thánh lễ cũng như nhận dây pallium. Sau gần 2 năm, giờ đây, Đức Tổng giám mục Marek mới có thể đến Việt Nam và cử hành nghi thức trao dây pallium cho Đức Tổng Giuse. Trước khi cử hành nghi thức, đại diện của Tông Tòa nói sơ lược về ý nghĩa của dây pallium diễn tả sứ vụ của mục tử sống cho đàn chiên của mình và vì đàn chiên của mình và diễn tả sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô, ngài cũng chúc mừng và nhân danh Tòa Thánh, chúc mừng Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Sau khi Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng tuyên xưng đức tin, Đức Tổng giám mục Marek đeo dây pallium lên vai Đức Tổng Giuse và đọc công thức trao dây pallium. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi giải thích về hình thức của dây pallium, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh của Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, nhấn mạnh đến ý nghĩa gánh vác của người mục tử. Đức cha giải thích rằng, được làm từ lông chiên, dây pallium có ý nghĩa rằng vì mục tử mang lấy gánh nặng của Đức Kitô để mang đàn chiên về nguồn nước sống. Sài Gòn là đất hứa kinh tế nhưng cũng là sa mạc về luân lý đạo đức. Theo Đức Tổng giám mục Huế, bí quyết duy nhất làm tươi mát sa mạc là dòng nước yêu thương, và lan tỏa yêu thương đã là tiêu điểm của giáo phận Sài Gòn trong những năm qua, đặc biệt trong thời gian đại dịch bùng phát. Nhắc lại các bài sách thánh trong thánh lễ, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam nhấn mạnh, mục tử không có quyền thờ ơ trước nỗi khốn cùng của đoàn chiên trước sa mạc đói nghèo, dịch bệnh, cô đơn và thất vọng. Chúa trao quyền thủ lĩnh cho Phêrô, quyền ấy phải đi đôi với tình yêu phải bao trùm trách nhiệm. Đó là nét biệt loại của quyền bính trong giáo hội theo giáo huấn của Thánh Kinh và Tin Mừng. Nhắc lại lời Đức Biển Đức 16 trong ngày khai mạc sứ vụ Phêrô, anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi để tôi biết yêu đoàn chiên của Chúa ngày càng nhiều hơn và hãy cầu xin Thiên Chúa gánh vác chúng ta và để chúng ta học cách biết gánh vác nhau. Đức Tổng giám mục Huế mời gọi cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục Sài Gòn theo gợi ý của Đức Biển Đức. Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh cũng nói đến trách nhiệm của vị mục tử trong việc canh giữ bảo tồn vẻ đẹp của thiên nhiên và công trình tạo dựng. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, khi chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và anh chị em chúng ta, thì sẽ xảy ra sự tàn phá và con tim của chúng ta sẽ trở nên chai đá. Cuối cùng, Ngài nhắc lại rằng ý nghĩa sâu xa nhất của dây pallium là gánh vác. Mang dây pallium có nghĩa là gánh vác, theo gương Đức Kitô. Mọi chủ tranh trong lịch sử đều gánh vác và mọi mục tử trong tương lai đều gánh vác. Mỗi người ở bậc sống nào đều gánh vác, bản thân, giáo hội và xã hội. Chúa Giêsu cũng đã từng gánh vác và hơn ai hết người đã cảm nghiệm gánh nặng của người và của chúng ta. Và người đã tìm ra bí quyết làm nhẹ mọi gánh nặng. Tất cả hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn các ngươi sẽ được bình yên, vì ách của ta êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục kết thúc bài giảng với lời cầu chúc cho nhau cũng tìm được sự yên nghỉ yên hàn trong suốt chặng đường chúng ta gánh vác. Thành phố Paris có thể đánh thuế nhà thờ Đức Bà 3,4 triệu euro mỗi năm vì sử dụng đất công. Paris, một tranh cãi đang bùng nổ tại Pháp về việc liệu thành phố Paris có yêu cầu khoản thuế 3,4 triệu euro mỗi năm đối với nhà thờ Đức Bà Paris vì sử dụng quảng trường phía trước trong thời gian tu sửa nhà thờ hay không. Nếu có, tính cho đến khi hoàn tất công trình tu sửa, nhà thờ phải đóng 17 triệu euro. Quảng trường phía trước nhà thờ Đức Bà được sử dụng hoàn toàn bởi công trình trùng tu nhà thờ. Đây là việc chiếm dụng không gian công cộng và do đó, theo luật của Pháp, thành phố Paris có quyền đánh thuế. Số tiền đánh thuế cho toàn bộ thời gian của dự án có thể lên tới 17 triệu euro. Đây là một con số gây sốc cho các nhà tài trợ tư nhân
đã quảng đại đóng góp cho dự án tu sửa nhà thờ mà không tưởng tượng rằng số tiền của họ sẽ được dùng để trả thuế. Ông Emmanuel Grégoire, phó thị trưởng thứ nhất của Paris cho biết, trong cuộc họp báo hàng tuần vào ngày 9 tháng 2, điều luật này áp dụng cho tất cả các công trường xây dựng, công cộng hoặc tư nhân, chiếm dụng không gian công cộng. Ủy ban Quốc hội về việc trùng tu nhà thờ Đức Bà do bà Brigitte Kuster đứng đầu đã nêu lên yêu cầu về thuế này trong một cuộc điều trần vào ngày 2 tháng 2 với ông Jean-Louis Jorgelin, người chịu trách nhiệm về địa điểm và đại diện của Tổng thống Cộng hòa. Ông Jorgelin nói với các nghị sĩ rằng, vào tháng 10 năm 2021, ông đã đệ đơn chính thức yêu cầu miễn thuế này và cho đến nay chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào. Bà Kuster chia sẻ trên báo chí, loại thuế này thực sự áp dụng đối với các công trường xây dựng, nhưng thành phố yêu cầu số tiền này đối với một tổ chức chỉ hoạt động dựa trên sự quyên góp. Các khoản quyên góp có nhằm mục đích đóng thuế cho thành phố Paris không? Nó chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được. Giáo hội Hoa Kỳ lạc quan trong thứ tư lễ tro cho Đông Âu. New York. Vào thứ tư lễ tro năm nay, Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức cuộc lạc quan dành cho các giáo hội ở Trung và Đông Âu, nơi vẫn còn nhiều việc phải làm để tái thiết sau những năm đen tối của các chế độ độc tài. Từ khi các chế độ độc tài sụp đổ vào đầu những năm 1990, các quốc gia Trung và Đông Âu đã phải trải qua một chặng đường dài hướng tới việc tái thiết và hiện nay vẫn cần sự trợ giúp. Đây là lý do hàng năm Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức cuộc lạc quan vào thứ tư lễ tro cho các giáo hội ở khu vực này của châu Âu. Theo Đức cha Jeffrey M. Monforton, giám mục Steubenville, chủ tịch tiểu ban trợ giúp các giáo hội ở Trung và Đông Âu, từ khi bức màn sắt sụp đổ, thời gian đã trôi qua nhưng sự hoang tàn do hàng chục năm bị áp bức vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Vì thế, với cuộc lạc quan này, các tín hữu có cơ hội chia sẻ đức tin và lòng thương xót với các cha mẹ và ông bà đã bị cầm tù vì đã thực hành đức tin. Đức cha Monforton giải thích, khi chúng ta tham gia cuộc lạc quan này, chúng ta đang đáp lại tình thương của mẹ chúng ta đối với những người đau khổ với lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giúp những ai đang phục hồi từ sự áp bức và lời hứa liên đới của Đức Thánh Cha Francisco dành cho những người sống bên lề. Bên cạnh lời cầu nguyện và hoạt động mà giáo hội đang thực hiện cho khu vực này, số tiền quyên góp sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với người dân Trung và Đông Âu như những anh chị em trong Chúa Kitô. Số tiền quyên góp được sẽ dành hỗ trợ mục vụ giới trẻ, các chủng viện, các dịch vụ xã hội, các trung tâm mục vụ, các hoạt động loan báo tin mừng và dạy giáo lý. Ngoài ra, sự trợ giúp còn dành cho truyền thông, xây dựng và tái thiết các công trình thờ phượng của 28 quốc gia của vùng Trung và Đông Âu. Trong năm 2021, vào ngày thứ tư lễ tro, Giáo hội Hoa Kỳ đã nhận được hơn 6,4 triệu đô la. Số tiền này đã được tài trợ cho một số các dự án như những người tị nạn ở Ba Lan. Ở đây, Giáo hội đang trợ giúp cho hơn 1 triệu người phải chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Ở Croatia, nơi 1/5 dân số vẫn sống trong cảnh nghèo đói và rất thiếu các hoạt động tình nguyện. Vì vậy, số tiền dành giúp tập hợp thanh thiếu niên và thanh niên ở đây học cách cầu nguyện và thực hành đức tin và giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo qua các hoạt động phục vụ người nghèo. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Nhân hội nghị chuyên đề tại Vatican về chức linh mục, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh. Kính thưa quý thính giả, một trong những vấn đề được bàn đến trong hội nghị chuyên đề tại Vatican vừa qua về chức linh mục là sự tái khẳng định giá trị của luật độc thân và những cách thức sống hồng ân này. Hội nghị tiến hành từ 17 đến 19 tháng 2 tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican và được chính Đức Thánh Cha Francisco thuyết trình khai mạc trước sự tham dự của hơn 700 người, đa số là các linh mục. Hội nghị có chủ đề là hướng tới một nền thần học nền tảng về chức linh mục do Đức Hồng Y Marquele, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục khởi xướng và tổ chức cùng với Trung tâm Nghiên cứu và Nhân học về ơn gọi, nhằm trình bày các khía cạnh khác nhau của chức linh mục như kinh thánh, giáo phụ, công đồng, mục vụ, phụng vụ, đại kết Kitô, giáo luật, đời sống độc thân, linh mục và đời sống thánh hiến, vấn đề đào tạo linh mục. Ngoài ra cũng có một cuộc thảo luận bàn tròn về đề tài phụ nữ và các thừa tác vụ, hiện trạng vấn đề. Nhân hội nghị chuyên đề này,
Nhiều báo chí đã phỏng vấn Đức Hồng Y Marquele về những vấn đề thời sự liên quan đến linh mục hiện nay. Đức Hồng Y Uele năm nay 77 tuổi, thành viên tu đoàn Tông đồ Xuân Bích chuyên về sứ vụ đào tạo linh mục. Ngài từng làm giáo sư và giám đốc chủng viện tại Colombia và Canada, rồi làm giáo sư tín lý tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, trước khi được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô năm 2001. Nhưng chỉ gần 2 năm sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, là giáo phận đầu tiên của nước này. Trong hàng giám mục Canada, Đức Hồng Y Uele là người nổi bật nhất trong việc bảo vệ đạo lý truyền thống của giáo hội trước làn sóng tục hóa mạnh mẽ ở bang Quebec. Năm 2005, Đức Tổng Giám mục Uele được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 thăng làm Hồng Y và 5 năm sau đó bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Phóng viên Công giáo Quốc gia ở Mỹ truyền đi ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Uele cho biết nguồn gốc hội nghị về chức linh mục trong những ngày qua bắt đầu từ sự kiện. Năm 2019, Đức Hồng Y xuất bản cuốn Những người bạn của hôn phu để có một tầm nhìn đổi mới về đời sống độc thân linh mục, bàn về tình trạng thiếu linh mục ở nhiều nơi trên thế giới và những thách đố có những scandal giáo sĩ lạm dụng tính dục gây ra, đồng thời cổ võ giáo hội gắn bó với kỷ luật độc thân linh mục. Đức Hồng Y cho biết sau khi sách này được xuất bản, một nhóm khoảng 12 nhà thần học nam nữ bắt đầu gặp gỡ nhau để chuẩn bị hội nghị về chức linh mục như những ngày qua, với sự hỗ trợ hoàn toàn của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Uele nhận định rằng chức linh mục đối với nhiều người là điều bị coi như đi ngược dòng, tương phản với văn hóa thời nay vì hai lý do. Thứ nhất, trọn cuộc sống linh mục trong thế giới được xác định do đức tin của mình. Đó là điều tạo ra những thách đố trong một thế giới bị tục hóa, nơi mà đức tin dần dần bị đẩy lùi vào lĩnh vực riêng tư. Thứ hai, những người độc thân bị nhiều người coi là không hoàn toàn là nhân bản. Trong một cuộc phỏng vấn khác dành cho trang mạng Omnes truyền đi ngày 17 tháng 2 vừa qua từ Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Uele đã trả lời câu hỏi liên quan đến con đường công nghệ của Công giáo Đức chủ trương cải tổ toàn bộ giáo hội vì lý do có các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y nói, có một số người nghĩ rằng độc thân là nguyên nhân gây ra nạn lạm dụng tính dục, nhưng trong thực tế, nạn lạm dụng này xảy ra trong mọi lĩnh vực, trong ngành giáo dục, trong đời sống gia đình, đời sống thể thao v.v. Nguyên nhân đích thực không phải là sự độc thân thánh hiến, nhưng là do sự thiếu tự chế, thiếu khả năng tự kiểm soát và thiếu quân bình về tình cảm. Điều chắc chắn là cần phân định ơn gọi linh mục và quan tâm đến sự quân bình tâm lý tình cảm cũng như luân lý của các ứng sinh. Trả lời câu hỏi, làm sao có thể giải thích sự độc thân ngày nay? Đức Hồng Y Uele nói rằng, sự độc thân cần phải được trình bày từ viễn tượng đức tin. Chúa Kitô kêu gọi các môn đệ hãy từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Ngài có thể làm điều đó do căn tính thần linh của Ngài, trong tư cách là con đời đời của Chúa Cha, đến trong xác thể để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Theo Chúa Kitô, trong đời sống độc thân, trước tiên là một sự tuyên xưng niềm tin nơi căn tính ấy của Chúa và là một cử chỉ yêu mến đáp lại tiếng gọi tình thương của Chúa. Trong khóa học thứ ba và cũng là khóa học chót của tiến trình con đường công nghệ của Công giáo Đức từ ngày 3 đến 5 tháng 2 vừa qua tại thành phố Frankfurt, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu gồm các linh mục và giáo dân, hơn 2/3 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thỉnh cầu giáo hội truyền chức phó tế và cả chức linh mục cho phụ nữ. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, Đức Hồng Y Uele nói với ký giả trang mạng Omnes rằng, đặt câu hỏi như thế phản ánh một não trạng chức năng nam giới, đồng hóa phụ nữ với vai trò của nam giới là không để ý đến chiều kích đoàn sủng của nữ giới. Những thay đổi trong giáo hội phải sâu xa hơn nhiều, chứ không phải chỉ là vấn đề ủy nhiệm các chức năng, để rồi tiếp tục giữ phụ nữ trong vị thế tùng phục nam giới. Nay là lúc thần học cần suy tư về chính thừa tác vụ nữ giới và sự hỗ tương với nam giới.
Cũng nên nói thêm rằng về vấn đề độc thân linh mục, trong bài thuyết trình chia sẻ khai mạc hội nghị về linh mục vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng sự độc thân linh mục là một hồng ân mà Giáo hội Công giáo Latin gìn giữ. Nhưng để sống hồng ân này như một sự thánh hóa, cần có những mối tương quan lành mạnh, những tương quan quý chuộng thực sự và tốt đẹp có căn cội trong Chúa Kitô. Nếu không có các bạn hữu và không có đời sống cầu nguyện, sự độc thân có thể trở thành một gánh nặng không thể chịu nổi và là một phản chứng đối với chính vẻ đẹp của chức linh mục. Tôi muốn nói rằng nơi nào có tình huynh đệ linh mục thì có những liên hệ thân hữu đích thực, nơi đó có thể sống sự chọn lựa độc thân trong thanh thản. Nhận xét trên đây của Đức Thánh Cha có thể là một câu trả lời cho vấn đề được bàn đến nhiều trong con đường công nghị của Công giáo Đức. Có Hồng Y và Giám mục tại Đức cũng đồng ý với các đại biểu khác về việc xin Tòa Thánh cho đổi luật độc thân giáo sĩ thành điều tùy ý chọn lựa, với lý do có những linh mục không chịu nổi cảnh cô đơn của đời linh mục. Nhưng cũng có Giám mục Đức không đồng ý với đề nghị thay đổi luật độc thân, như Đức Cha Rudolf Voronhonser, Giám mục giáo phận Regensburg, trong một bài đăng trên báo Công giáo Tagespost số ra ngày 9 tháng 2 vừa qua. Đức Cha Voronhonser nhận định rằng cuộc thảo luận về việc du nhập vào Công giáo Latin kiểu mẫu của Giáo hội Công giáo Đông Phương không được thảo luận đủ. Nếu một linh mục tự ý chọn cuộc sống độc thân, thì chắc chắn đương sự sẽ bị nghi ngờ là người đồng tính luyến ái hoặc muốn trở thành giám mục. Vì trong các giáo hội Đông Phương, linh mục có thể có gia đình, nhưng chỉ linh mục độc thân mới có thể được chọn làm giám mục. Điều này đưa tới việc chọn giám mục trong số các đăng sĩ. Vì thế, đề nghị này cần phải được cứu xét kỹ lưỡng. Chúng ta có một đời sống đang tu sinh động hay không? Phải chăng chúng ta liên tục phải tìm các giám mục nơi các vị lãnh đạo các dòng tu? Đức cha Voronhonser cũng nói đến những căng thẳng và mong đợi quá cao nơi hàng giáo sĩ có gia đình. Có lần Ngài đã nói chuyện với một cựu mục sư tin lành có gia đình, gia nhập Công giáo và được làm linh mục. Vị này nhấn mạnh rằng nhà xứ trở thành một căn nhà kiến. Cả gia đình bị đặt trong một tình trạng bị đòi hỏi rất nhiều. Một linh mục độc thân có thể di chuyển dễ dàng qua mọi cấp độ và bớt bị gánh nặng hơn. Dĩ nhiên, linh mục độc thân phải đương đầu với các vấn đề khác. Thêm vào đó, những kinh nghiệm trong Giáo hội Tin lành và Do Thái giáo đã chứng tỏ rằng nếu không có luật độc thân, một cuộc hôn nhân bị thúc ép có thể trở thành một cuộc tìm kiếm vợ của cha sở. Đức Giám mục giáo phận Regensburg cũng đặc biệt đề cao giá trị độc thân linh mục như một lối sống của Chúa Giêsu. Độc thân vì nước trời phải được tiếp cận một khả thể, mang lại những hoa trái tinh thần và làm chứng về Chúa Kitô. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn là duyên hay là cớ của tác giả linh mục Cao Gia An, trích từ tập truyện ngắn Hoa Phượng Về Trời. Người đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Trước đám cưới của nó và Quân, nó gặp người ấy. Nó lắng nghe người ấy chỉ đơn giản như là một thủ tục phải hoàn tất để có thể trở thành nàng dâu trong một gia đình Công giáo. Người ấy đem Chúa đến cho nó qua những giờ giáo lý. Là duyên hay là cớ? Nó gọi người ấy là thầy. Lần đầu tiên trong đời, nó ngoan ngoãn như một cô bé học trò,
ngồi trước mặt một người chỉ hơn nó vài tuổi. Người ấy có cặp mắt sáng biết cười và ấm áp. Người ấy biết cách giới thiệu Chúa thật gần gũi với cuộc sống. Người ấy từng trải, lại có một con tim tha thiết yêu cuộc đời. Người ấy còn có lối trả lời nhẹ nhàng và sâu sắc trước những vấn nạn về Thiên Chúa mà cái đầu lì lợm của nó có thể nghĩ ra được. Hình như nó bị thuyết phục ngay từ đầu, không phải bởi cách trả lời, nhưng là bởi cái giọng trầm ấm của người ấy. Những điều người ấy nói làm nó phải suy nghĩ thật nhiều. Đón nhận Thiên Chúa qua những lời của người ấy, nó bỗng nhận ra thế giới này bao la quá đỗi, bao la hơn cả nhiều so với tình yêu mà nó dành cho Quân. Trong cái bao la ấy, hình như có một tình yêu khác đang nhen nhóm lớn lên trong nó. Là duyên hay là cớ? Chẳng biết từ bao giờ, nó có cái cảm giác thấp thỏm mong đến giờ giáo lý tối thứ bảy. Nó gọi là để gặp nhau cuối tuần. Mà gặp ai? Gặp Quân? Gặp Chúa? Gặp người ấy? Câu trả lời hình như càng ngày càng trở nên khó khăn với nó. Nó cũng nhận ra mình lại có thêm một thói quen xấu: so sánh Quân và người ấy. Khỏi cần nói, cũng biết ai là kẻ thua thê thảm. Có một lần nó mơ thấy đám cưới của mình. Nó là cô dâu súng xính trong chiếc áo đầm trắng mút bên cạnh chú rể, không phải là Quân. Chú rể có cặp mắt ấm áp biết cười. Nó không hiểu lắm về con đường người ấy đang đi và lối sống mà người ấy đã chọn. Nó nghĩ là người ấy đã phải cho đi nhiều lắm. Nhớ có lần nó hỏi người ấy: giữ lại được gì cho mình sau khi đã cho đi nhiều đến vậy? Người ấy cười. Phải rồi, người ấy giữ lại nụ cười và cặp mắt biết cười. Hình như đó lại là tất cả những gì nó cần. Nó cần một người lặng lẽ bên nó, nhưng là một người biết cười. Cười để nó thấy bình an những lúc mệt mỏi. Cười để nó thấy ấm áp những lúc tâm hồn lạnh giá. Cười để nó được thanh thản khi tâm hồn chịu nặng trống vắng. Đó là tất cả. Giáng sinh lạnh, nó theo Quân đến nhà thờ, lặng lẽ như chiếc bóng. Lòng nó sao trống vắng quá chừng. Có lẽ vì con tim nó đã không còn ở bên cạnh nó nữa chăng? Thánh đường ngập tràn điện và nến, dòng người xuôi ngược. Nó dõi mắt như muốn tìm một điều gì đó thật mông lung. Nó tin rằng người ấy có mặt ở đâu đó giữa đoàn người đang lặng lẽ bên giáo đường. Nó lặng, giữa cái nhộn nhịp của thánh lễ, nó thấy mình lẻ loi quá. Mọi người quanh nó chỉ là con số không, kể cả người đang ở bên cạnh nó. Nó bỗng nhận ra mình cần gì. Nó đánh liều gọi điện cho người ấy, hẹn ở quán cà phê. Chỉ giải thích vắn gọn rằng nó muốn nói với người mà nó yêu thương nhất những điều thật nhất của con tim nó. Nó đến điểm hẹn trước 30 phút, nó phải chuẩn bị trước. Nó sợ mình không đủ can đảm. Nó khéo léo chọn một góc khuất chỉ có hai chiếc ghế song song. Ít nhất một lần trong đời, nó phải được ngồi bên cạnh người ấy. Ít nhất một lần, nó có thể gục đầu trên vai người ấy, dù chỉ là để khóc.
giờ hẹn. Tiếng bước chân sải đều trên lối sỏi, nhịp bước quen thuộc. Là Quân. Chiếc điện thoại của nó rung lên, nó có tin nhắn. Đừng tìm phía trước cái hạnh phúc đang ở bên cạnh mình, cô bé ạ. Nó khóc. Nhớ có lần người ấy nói với nó, trên bước đường người ta đi, Chúa hay đặt cả duyên và cớ. Duyên là để người ta biết rằng mình được yêu. Cớ là để người ta nhìn lại tình yêu của mình. Là người ấy sao? Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.